Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 29 tây tháng 7 anh em. 29 tây tháng 7 ha. Thì tối nay thì em sẽ lên cho anh em phụ tùng anh em, phụ tùng các loại máy cắt cỏ. Thì máy hôm nay thì tối nay em lên phụ tùng không anh em. Máy bãi thì hết rồi ha. Máy bãi hết rồi. Rồi hôm nay thì lên cho anh em phụ tùng. Rồi cái đây thì trắng cỏ to anh em, trắng cỏ to, trắng cỏ lớn 16.000 cái. Đây phụ tùng thì đủ hết các loại anh em. Đủ thứ các loại luôn. Đây trong bao mới về hàng mà chưa có để ra được anh em. Đây trắng cỏ này là trắng cỏ nhỏ ha, 10.000 cái. Dây xăng thì nguyên cuộn gì là 400.000 anh em. Anh em nào mua nguyên cuộn thì là 400.000. Còn mình mua lẻ thì là 5.000 một mét anh em. Rồi dây ga thì là 5.000 một sợi, dây ga không ốc. Còn dây ga có ốc là 7.000 anh em, 7.000. Dây thèo 260 9.000 một cái. Nắp boe, đây nắp boe cơm mất su anh em, nắp boe cơm mất su thì loại này là 13.000 ha, 13.000 cái. Còn nắp boe 260 Trung Quốc mới thì là 10.000 bộ anh em, 10.000 bộ ha. Nắp boe này nguyên bộ anh em, tại vì nó rớt dài. Rồi 10.000 bộ nắp boe 260. Tay ga cắt cỏ thì là 8.000 anh em, 8.000 cái ga tay ga cắt cỏ. Móc quay đeo thì là 12.000. Bố 260 anh em. Bố 260 này loại giá rẻ ha. Loại này thì là 20.000 một bộ anh em, 20.000 một bộ. Bố 260. 20.000 một bộ. Con tắc thì 7.000 cái ha. Bát sắt TL anh em, bát sắt TL thì là 15.000 một cái. Ở đây là dây đeo anh em. Dây đeo thì là dây đeo bình xịt thì 25.000 một cặp anh em. Còn dây đeo cắt cỏ thì là nó 13.000 một sợi ha. Bố của IC chứ, IC 260 thì 55.000 một cục anh em. Còn đây là bố xịn nè, bố 260 loại xịn nha anh em. Bố 260 loại xịn 32.000 một bộ, 32.000 một bộ, bố 260. Bình xăng con hai thì quanh bờ gồ anh em. Loại này là 85.000 một bình ha. Nòng thì có nòng Mitsubishi TL là 150.000. Rồi nòng Echo 230, 260 thì nó 180.000 nha anh em, một bộ ha. Đầu bò 25 7 khía 100.000. Đầu bò 25 10 anh em 100.000 luôn ha. Đầu bò 24 vuông sát lớn thì 90.000. 24 7 thì là 100.000. 24 13 100.000 luôn. Rồi đây 26 9 anh em, 269 sát lớn thì nó 90.000 ha. Rồi đầu bò 24 vuông 100.000. Tay lái mỏ dịch nha anh em, tay lái mỏ dịch có tay trái tay phải, có luôn cầm luôn anh em. Tay phải, tay trái tay phải và có luôn cầm thì nó là 80.000 một bộ anh em, 80.000 một bộ ha. Còn tay lái nguyên bộ thì tay lái này là 48.000 bộ anh em. 48.000 bộ thì ống tay nhỏ thì là cầm 24 anh em, còn ống tay lớn thì cầm 26 cầm 28. Thì nó 48.000 bộ. Anh em nào muốn lấy loại nào thì cũng đồng giá anh em, 48.000. Bố này là bố 330 loại xịn nha anh em. Đây bố 330 loại xịn nè. Bố này thì là 37.000 bộ. Còn bố 330 loại đỏ này thì 25.000 anh em, 25.000. Đầu bò 25 vuông cũng có luôn anh em, 25 vuông là 100.000 ha. Cầm thì là cầm 26 nè, cầm 28 rồi cầm 24 nha anh em. Cầm thì 20.000 một cái ha. 20.000 một cái cầm nha anh em. 20.000 một cái cầm. Rồi tiếp theo thì đây là lược xăng anh em, lược xăng trắng lớn nè, lược này là 6.000. Lược xăng trắng nhỏ 6.000 luôn. Chó 330 12.000 anh em. Chó 330 12.000. Rồi, đây chó 260. Chó 260 thì là 10.000 ha, 10.000. Da bơm thì là 7.000 anh em, da bơm lẻ ha, 7.000. Da bơm lẻ 7.000. Cổ phím mít cơm mít su và TL anh em 10.000 cái ha. Phím này là phím Trung Quốc mới. Còn chụp bugi thì là 8.000 anh em, chụp bugi 8.000. Dây ga bình xịt thì 7.000 với 5.000 anh em. 5.000 thì dây ga trơn, còn 7.000 là dây ga có ốc. Thun xăng 2 lỗ 3 lỗ 5.000 anh em. Phím nhôm GUB, dấu sắt dấu quyền là 25.000 một cái ha, 25.000 cái phím. Còn đây là
tum nghe năm, tum 330 95 ngàn một cái. Tum 260. Tum này là tum 24 nghe năm. Ống cần 24 ha. Ống cần 24 thì là có 24 10, 24 vuông, 24 7. Rồi, 85 ngàn một cái. 85 ngàn cái nghe năm. Còn đây là da bơm bộ ha, da bơm bộ thì 10 ngàn một bộ. 10 ngàn một bộ nghe năm. Da bơm bộ. Ốc găng ngược thì là đồng giá anh em 3 ngàn một con, 7 ly, 8 ly, 10 ly đồng giá 3 ngàn một con. Nắp xăng thì là 10 ngàn một nắp nha anh em. Nắp xăng thì có đủ có gòn luôn ha. Là nắp xăng có Mitsu nè, rồi Echo, rồi nắp Gobin, rồi Magu lớn, Magu nhỏ nha anh em, Shindewa, rồi Kawasaki. Rồi có luôn cả nắp Honda luôn nha anh em, Honda GX 2535 ha. Thì nắp xăng thì đồng giá là 10 ngàn một nắp nha anh em. Còn nắp Honda thì là 15 ngàn. Có cả cái luôn gòn nha anh em. Bugi hay thì giá rẻ. Đây, Bugi hay thì giá rẻ thì loại này là 15 ngàn anh em, 15 ngàn ha. Còn Bugi hay thì loại xịn, loại này là 35 ngàn một cái anh em, 35 ngàn cái ha. Đây là vú gời anh em, vú gời thì là 10 ngàn. Còn đây là vú lớn nè, vú lớn 3 ngàn, vú nhỏ thì là 2 ngàn anh em, vú nhỏ 2 ngàn. Bugi 4 thì 15 ngàn luôn anh em, 4 thì giá rẻ 15 ngàn luôn. Còn nhớt thì anh em mình lấy nhớt 5 chai 10 chai thì giá 65 ngàn anh em. Đây 5 chai 10 chai thì giá 65 ngàn. Còn anh em nào lấy nguyên thùng thì em sẽ giảm cho anh em 100 ngàn trên một thùng anh em, 100 ngàn trên thùng. Tay lái thì có ống tay nhỏ, ống tay lớn thì là 48 ngàn bộ ha. Bát cước nha anh em, bát cước nhôm thì là 30 ngàn một cái. Bát cước sắt thì là 16 ngàn anh em, 16 ngàn cái bát cước sắt. Lưỡi dao thì 3 tấc rưỡi dày 2 ly thì 30 ngàn. Còn lưỡi dao 3 tấc rưỡi dày 1 ly rưỡi thì 25 ngàn. Còn đây là dây đeo loại thường giá rẻ anh em, 8 ngàn một sợi ha, dây đeo cắt cỏ 8 ngàn một sợi. Còn đây là tay ga bóp anh em, tay ga bóp đuôi dài là loại này 10 ngàn cái. Còn lưỡi dao tròn hợp kim thì 45 ngàn anh em. Mặt vợt 3 ốc nè, mặt vợt 4 ốc. Mặt vợt 4 ốc luôn anh em thì nó 20 ngàn ha. 4 ốc thì có hai loại anh em. Cái này là loại trái khế nè, có trợ lực nè. Còn loại này loại hai chấu anh em, loại hai chấu thì giống zin anh em. Loại này cũng 20 ngàn luôn, đồng giá 20 ngàn. Mặt vợt Honda GX 35 nha anh em. Mặt vợt này thì 40 ngàn một cái ha. 40 ngàn cái mặt vợt. Còn đây là mặt vợt của thằng 330 430 nè, loại này có trợ lực nha anh em. Trợ lực lớn luôn. Loại này 40 ngàn cái. 40 ngàn cái. Trợ lực lớn. Dây đeo cắt cỏ loại tốt 13 ngàn một sợi nha anh em, 13 ngàn sợi. Còn đây là dây giật. Dây giật thì 3 ly, 4 ly, 5 ly nha anh em. Dây giật thì 130 ngàn một cuộn, 150 và 170 ngàn anh em một cuộn ha. Rồi anh em nào chốt phụ tùng lên to gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.